Tính đến ngày 10 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 32 ca nhiễm COVID-19. Trong đó riêng 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3, có 14 ca mắc mới, 9 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Đáng lưu ý, ca bệnh số 17 tại Việt Nam sau khi đến London, Anh đã đi qua Italy, Pháp, rồi trở lại Anh và về Việt Nam ngày 2 tháng 3 vừa qua đã không khai báo trung thực hành trình của mình. Dẫn đến việc sau khi về nước đã lây bệnh ra cộng đồng ít nhất 2 người gồm bác ruột và tài xế lái xe riêng của gia đình. Sau đó liên tiếp phát hiện thêm những trường hợp mắc COVID-19. Điều đáng nói là những bệnh nhân này trước khi phát hiện dương tính đã đi đến nhiều tỉnh và thành phố khác nhau. Điều này kéo theo việc cả nước đang cách ly, giám sát y tế gần 18.500 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 531 trường hợp, cách ly tại khu tập trung hơn 8.000 trường hợp, số còn lại cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Trao đổi với Vietnamnet, luật sư Nguyễn Hữu Toại, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, trốn cách ly, làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, mức cao nhất có thể bị truy tố hình sự. Trong khi đó, COVID-19 là bệnh rất nguy hiểm, được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa có thuốc chữa và chưa có vaccine phòng bệnh, có nguy cơ lây lan rất nhanh, phát tán rộng. Bởi vậy, việc khai báo y tế được xem là biện pháp hữu hiệu để phòng và điều trị, tránh tình trạng lây lan dịch bệnh. Tại điểm B, khoản 2, điều 10, nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, nếu người nào trốn tránh khai báo y tế mang mầm bệnh làm lây nhiễm cho người khác thì có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 240 Bộ luật hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Nếu bị truy tố có thể bị xử phạt tù từ 1 năm đến 12 năm tùy mức độ gây thiệt hại. Hơn nữa, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Vì vậy, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, bản thân mỗi người hãy tự ý thức, không nên trốn khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực. Nếu biết những trường hợp xung quanh không khai báo y tế trung thực, hãy phản ánh với cơ quan chức năng.